Mi sói Thu Quỳnh thông báo lên chức lần 2 kiên quyết dự kiến một điều. Vừa qua, nữ diễn viên Thu Quỳnh đã thông báo lên chức lần 2 sau 4 năm xác nhận hẹn hò cùng người mới. Mặc dù vậy, nữ diễn viên vẫn kiên quyết giấu kín danh tính nửa kia. Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Thu Quỳnh đã thông báo tin vui cô sắp chào đón con thứ hai. Cô hào hứng, luật hấp dẫn là có thật chúng mình à. Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ, thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt, chào mừng em bé bỏng đến với gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu, cả nhà yêu các con. Thông tin này khiến không chỉ khán giả mà nhiều bạn bè của Thu Quỳnh cũng bất ngờ. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như diễn viên Thanh Hương, hoa hậu Phan Kim Oanh, bà xã nghệ sĩ Công Lý đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Thu Quỳnh. Được biết, Thu Quỳnh từng kết hôn với diễn viên Chí Nhân vào năm 2014. Cả hai có với nhau một bé trai, tên thân mật là Be. Vào năm 2015, Chí Nhân và Minh Hà bị bắt gặp cảnh dành cho nhau những cử chỉ tình cảm âu yếm tại một quán ăn, mặc dù khi ấy Chí Nhân vẫn đang là chồng của Thu Quỳnh. Không lâu sau đó, thông tin Thu Quỳnh và Chí Nhân đã thông báo ly hôn. Thu Quỳnh sống cùng con trai và tiếp tục thay đổi nghiệp diễn. Sau 8 năm ly hôn, Thu Quỳnh ngày càng độc lập và mạnh mẽ, đi cùng với đó là những dấu ấn trên màn ảnh. Cô tự chia sẻ, tôi rất hài lòng với những thứ đến với cuộc sống của mình, thật sự. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Thu Quỳnh tiết lộ có người yêu từ khoảng giữa năm 2019, xong đến đầu năm 2020, khán giả nghi vấn nửa kia của cô là quay phim Hoàng Phương. Trên trang cá nhân, Hoàng Phương cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật của con gái mình với bé Be, con trai Thu Quỳnh. Cặp đôi còn bị phát hiện nhiều chi tiết hẹn hò, nhưng cô chưa từng lên tiếng về mối quan hệ này. Nữ diễn viên không muốn chuyện tình cảm ồn ào, vì thế cô thường né tránh khi được hỏi hoặc chỉ trả lời ngắn. Cô chia sẻ, chúng tôi hiện tại vẫn hạnh phúc và bình ổn như bao năm qua, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chia sẻ về bạn trai, Thu Quỳnh từng cho biết anh ấy là một người biết quan tâm chu đáo, tinh tế và tôi thích những người sống tình cảm như vậy. Bé Be đã biết anh ấy và cháu cũng rất yêu quý anh. Ngược lại, anh ấy rất ấm áp và yêu quý Be cũng như trẻ con. Thu Quỳnh cũng trải lòng về con trai mình, bé Be. Nữ diễn viên cho rằng với một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ và có con riêng thì không điều gì quan trọng bằng con cái. Thu Quỳnh cho biết điều kiện đầu tiên của người đàn ông khi tiếp cận cô là phải yêu thương con trai cô, thì mới được cô trao cơ hội tìm hiểu. Bên cạnh đó, Thu Quỳnh cũng đề cao tài năng và ý chí phấn đấu của họ. Thu Quỳnh và bạn trai từng vướng tin đồn chia tay vào năm 2021, nhưng cô luôn chọn cách giữ kín chuyện tình cảm. Hiện tại cô cũng giữ kín danh tính nửa kia khi mang thai lần hai. Thu Quỳnh sinh năm 1988 ở Hà Nội. Nữ diễn viên từng để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu phim truyền hình với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc, các vai diễn hầu như không có sự trùng lập. Theo đó, vai Trang trong Sống Chung Với Mẹ Chồng được coi là khởi đầu mới của Thu Quỳnh trên màn ảnh nhỏ, đánh dấu giai đoạn chín chắn với nghề. Vai Huệ trong Về Nhà Đi Con ghi dấu ấn với hình ảnh người chị cả hiền dịu, nết na, cam chịu. Thế nhưng dấu ấn đáng kể nhất của Thu Quỳnh trong lòng khán giả có lẽ vẫn là Mi Sói trong Quỳnh Búp Bê. Cô được đánh giá là dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn khi thể hiện xuất sắc vai cô gái làng chơi ghê gớm, nanh nọc. Thu Quỳnh cũng từng khẳng định Mi Sói chính là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.